Vâng, Baby Hit Mark C và P là quân bên phía team Thái Bình được báo về. Vâng, một Pami và một Summer. Pami là màu 5 của Hoàng Mai Nhi và Summer là màu 6 của Tu Ti. Em bé, vâng. Em bé cầm Egypt. Vâng, trận này Van Lớp cầm Minoan và đứng ở đầu cánh. Trong cánh của anh là Pami của Hoàng Mai Nhi. Summer đầu cánh của Tuti và trong cánh của anh là Egypt của em bé. Vâng, liệu lại có một trận tiếp tục em bé ôm dần vào nhà chủ lực trong cánh vẽ A và cân bản đồ không? Đến với màn hình của Tuti, một tay vâng ép đời chuẩn mực của nền AOE Việt Nam hiện nay. Đã có một voi của Samurian đang được đưa về nhà chính của anh. Chuẩn bị xẻ thịt con voi này thôi. Vâng, nằm xuống và chết và ngon nghẻ trước nhà chính của Tuti. Vẫn chưa thấy thêm hiêu voi gì để lùa về cả. Thấy một bãi quả phụ rồi. Vâng, thấy hiêu đầu. Hôm nay thì đến hai máy không được quay, đó là vâng máy thường xuyên của em bé thì không nói làm gì, hôm nay máy của Van Lớp cũng không được quay. Và trong khi đó tôi chỉ ngồi gần với em bé thôi, còn lại thì ba game thủ kia ngồi khá là xa tôi. Công việc tác nghiệp thì khi ngồi gần các game thủ quá như thế này thì hơi khó, nói thật với các bạn như vậy. Khi mà vâng ngồi gần các anh thì vừa phải cổ vũ cho các anh, vừa phải chim lợn cho các anh và vừa phải bình luận. Quá nhiều công tác tư tưởng bị phân phối và cái việc bình luận nó cũng bị phân phối theo. Có một người câu voi tranh với Tuti thì phải, tôi vừa nhìn thấy những cái mũi tên cũng phi vào con voi. Vâng, không biết là tôi có nhìn nhầm hay không, nhưng khi Tuti phi vào người con voi thì đằng sau mông vâng chết dần rồi, dần Summer câu voi mà lại chết. Vâng, gặp dân của Việt cũng đi ra để bú chung bãi quả với Tuti. Ở thời điểm này thì Việt BM là một tay đánh team cực kỳ là cứng, khi mà khả năng cầm cung hay là khả năng cầm chém ép đầy phũ của anh cũng không hề đơn giản. Vâng, khi Việt cầm cung thì cũng nguy hiểm, mà khi cầm chém thì cũng không hề đơn giản một chút nào. Ở team Hà Nội thì có một Hoàng Mai Nhi cũng như vậy.
Dạo này thì ngoài khả năng cầm chủ lực cung thì Hoàng Mai Nhi ép đời với hai ba dân chém cũng cực kỳ là phũ phàng. Vừa kích đời rồi, gặp luôn hai sư tử. Trận này thì Summer đánh với 24 dân trừ 1. Kích ở cuối 10. Đã thấy ngựa giò của Việt lang thang. Ngựa giò của Việt vẫn đang loanh quanh quanh nhà của Tuti nhưng vẫn chưa làm ăn được gì. Vâng, nông dân của Việt vẫn đang chạy tung tăng. Con ngựa giò của Tuti vẫn đang đuổi theo. Ăn trọn ba dân này không? Vâng, ăn trọn ba dân này rồi. Chém của Việt cũng đang tung tăng sang nhà của Tuti. Vâng, nông dân là Summer lao vào và khởi nghĩa ngay lập tức. Nông dân Summer thì hổ báo vô cùng. Đây rồi, kết hợp với lạc đà và ăn trọn con ngựa chém cũng như là ngựa giò thôi. Vâng, Việt không dám đứng lại chiến đấu như những người đàn ông. Hở bãi rừng rồi. Bãi gỗ của Việt tôi nhìn thấy là hở. Vâng, liệu đã kịp đóng e để bo chỗ đó vào chưa? Vâng, kịp đóng rồi. Việt khá là tinh ý. Nông dân bãi vàng bị tắc. Anh vừa lên bánh xe rồi, lượng vàng là cực kỳ nhiều. Vâng, tham lai đang đè là 51 và 49 rồi. Có những con cung đầu tiên để công vào những bãi bo nhỏ của Việt. Khả năng đánh team hay solo của Tuti thì không phải bàn cãi. Có y của Việt BM nhưng mà vâng, không biết là sinh ra liệu có làm được trò trống gì không khi mà con y này đã thủ được bãi vàng cho Việt ở những phút ban đầu. Chúng ta cùng chuyển sang màn hình của Hoàng Mai Nhi. Tham Pa Milan 32 trên 32 mid e rồi. Vâng, các anh bảo soi máy van lớp nhưng mà lấy đâu ra máy van lớp mà soi bây giờ. Con nông dân của Việt thì vẫn đang chịu khổ khi mà lạc đà của Tuti đang đuổi chăn là cực gắt. Toàn bộ số dân đó nó sẽ phải nằm xuống. Chuyển sang màn hình 35 32 trên 40. Bá đạo là đây ở phút thứ 19. Đang công vào bãi ruộng của Dũng Con. Vâng, gì sai rồi. Trận đấu đầu tiên của xê đấu thứ 5 tỷ số là 1-0 cho phía team Hà Nội. Những phát những tràng pháo tay giòn giã. Vâng. Tham của Hoàng Mai Nhi Pami vâng là hơn 30. Tuti thì đã công chết được nhà Việt. Có lẽ là khi
cho Magic của Indo Game 2 vào thay Hoàng Lan thì Team Thái Bình có dấu hiệu yếu đi hẳn. Đấy là ý kiến chủ quan của riêng tôi thôi. Các bạn cùng chờ trong ít phút để đến với trận đấu thứ hai của C đấu thứ 5 ngày hôm nay. Vâng, các bạn cùng chờ trong ít phút để đến với trận đấu thứ hai của C đấu thứ 5 ngày hôm nay. Ông này toàn là đàn ông.